Bạn nhỏ thân mến, chị là Hải Quỳnh, chị đến từ team học văn chị Hiên. Em đang được lắng nghe chuyên mục audio văn học dành riêng cho các bạn học sinh lớp 9 với những phần nội dung được trích từ cuốn sổ tay văn học của team học văn chị Hiên trung học cơ sở. Trong phần audio ngày hôm nay, chị sẽ cùng với các bạn tiếp tục tìm hiểu về phần phân tích của một thi phẩm rất nổi tiếng mà chúng mình được học ở trong chương trình ngữ văn lớp 9. Về thi phẩm này, đã từng có một nhận định rằng thiên nhiên, đất trời, cây cỏ, tất cả như bừng sáng lên trong những sắc màu, âm thanh, hoa tím biếc, vang trời, từng giọt long lanh, lộc dắt đầy, lộc trải dài, chim hót, hòa ca, bằng thị giác để quan sát, bằng thính giác để lắng nghe, bằng xúc giác tôi đưa tay tôi hứng, bằng hóa thân làm chim, làm hoa, làm nốt nhạc trầm, nhà thơ đã thể hiện hết mình, lòng tin yêu cuộc sống và khiêm tốn hiến dâng cho đất nước, nhân dân, một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời. Đọc đến đây thì chắc hẳn các bạn đã nhớ ra tác phẩm mà ngày hôm nay chúng ta cùng lắng nghe phần kiến thức. Đó chính là thi phẩm Mùa xuân nho nhỏ của tác giả Thanh Hải các em nhé. Trong một phần audio trước, chị đã cùng với các bạn tìm hiểu về ba khổ thơ đầu tiên của thi phẩm này. Vậy thì trong phần audio ngày hôm nay, chị sẽ tiếp tục cùng với các bạn tìm hiểu về ba khổ thơ còn lại trong thi phẩm Mùa xuân nho nhỏ các em nhé. Đó chính là khổ thơ thứ 4, khổ thơ thứ 5 và khổ thơ thứ 6. Trước tiên, đó chính là khổ thơ thứ 4 và khổ thơ thứ 5 với nội dung chính là ước nguyện của nhà thơ Thanh Hải. Các em thân mến, trước mùa xuân của đất nước, nhà thơ Thanh Hải đã tâm niệm về mùa xuân riêng của mỗi cuộc đời và dạt dào một khát vọng hiến dâng. Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca, một nốt trầm sao xuyến. Nếu ở đầu bài thơ, tác giả miêu tả những hình ảnh đẹp làm tô điểm thêm cho mùa xuân và âm thanh náo nức vang trời chính là tiếng chim triền triện và sắc màu tím biếc dịu dàng của cánh lục bình nhỏ trên sông, thì ở đây từ thơ được lặp lại tạo ra sự đối xứng chặt chẽ. Tác giả mong muốn được làm bông hoa tỏa ngát hương, con chim mang tiếng hót và nốt trầm sao xuyến để hiến dâng nhưng không làm mất đi nét riêng của mỗi người. Đó thực sự là lời tâm niệm chân thành, tha thiết, khiêm nhường và khát khao được cống hiến phần tinh túy nhất của mình, làm đẹp thêm cho mùa xuân quê hương, xứ sở mà không bị giới hạn bởi thời gian và tuổi tác. Một mùa xuân nho nhỏ, lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Mùa xuân nho nhỏ là một sáng tạo bất ngờ, độc đáo mà tự nhiên, hợp lý của nhà thơ. Bởi mùa xuân vốn là một khái niệm chỉ thời gian, nhưng ở đây mùa xuân lại có khối, có hình, một hình hài nho nhỏ thật xinh xắn. Mùa xuân đã trở thành một ẩn dụ, nói về khát vọng, một lẽ sống cao đẹp, một ý thức khiêm nhường, góp sức mình làm đẹp thêm mùa xuân của thiên nhiên và đất nước. Điệp từ dù là đặt ở đầu hai câu thơ liên tiếp có ý nghĩa khẳng định cho khát khao dâng hiến miệt mài, không mệt mỏi của tác giả. Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại bảo vệ tổ quốc, cống hiến luôn là khát vọng cháy bỏng, ngày đêm thường trực trong tâm hồn của tác giả Thanh Hải. Trở về với dòng chảy lịch sử cách đây 600 năm, Nguyễn Trãi đã khẳng định tấm lòng trung hiếu sắt son với đất nước. Bôi có một lòng trung lẫn hiếu, mài trăng khuyết, nhuộm trăng đen. Hay thời hiện đại, ước nguyện của Tố Hữu cũng khiến bạn đọc thấm thía. Nếu là con chim, là chiếc lá, thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Lẽ nào vay mà không trả, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Còn ở đây, trong ý thơ của Thanh Hải, ta lại có cơ hội được nhìn lại mình, tự nhắc nhở về lẽ sống của bản thân và càng thêm trân trọng ước mong của tác giả. Sống là phải cống hiến không kể tuổi tác, không kể thời gian. Ý thơ được nhấn mạnh làm cho người đọc xúc động, không chỉ trước một giọng thơ ấm áp mà xúc động trước lời tâm sự chân thành của một con người đã đi qua hai cuộc chiến, đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho đất nước. Và giờ đây, trước lúc đi xa, con người ấy vẫn tha thiết được sống đẹp, sống có ích với tất cả sức sống tươi trẻ của mình cho cuộc đời chung.
ước nguyện thiết tha, cháy bỏng của nhà thơ được viết trước khi ông trở về với cát bụi, nhưng không một chút băn khoăn, than thở về bệnh tật, không một chút suy nghĩ riêng tư cho bản thân mình, mà chỉ lặng lẽ cháy bỏng một khát khao dâng hiến. Bức thông điệp mà nhà thơ Thanh Hải gửi lại cho cuộc đời đã trở thành một tiếng lòng chung cho tất cả chúng ta. Và bạn nhỏ ơi, khi tìm hiểu về tác phẩm Mùa Xuân Nho Nhỏ, phải chăng chúng mình đã hơn một lần thắc mắc? Nếu như mạch cảm xúc của bài thơ kết thúc ở khổ thơ thứ 5, khi tác giả khẳng định dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc, vẫn luôn luôn chân thành một khát vọng hiến dâng, thì phải chăng mạch cảm xúc như vậy đã trọn vẹn rồi? Nhưng không, bài thơ lại được mở rộng thêm một khổ thơ cuối cùng, chính là lời ngợi ca quê hương xứ Huế, ngợi ca quê hương đất nước Việt Nam. Lý giải cho điều này cũng đã từng có một nhà nghiên cứu cho rằng, đối với tình cảm của các tác giả khi dành cho quê hương đất nước lớn lao thì dù ít hay nhiều vẫn luôn luôn có một phần trong trái tim để dành riêng cho mảnh đất mà mình đã sinh ra. Vậy thì phải chăng trong khổ thơ thứ 6 của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ cũng chính là một khoảng ở trong trái tim của nhà thơ Thanh Hải để dành riêng cho quê hương xứ Huế của mình. Khổ thơ cuối cùng đã kết thúc bài thơ trong âm điệu nhẹ nhàng, êm ả như giọng hò xứ Huế. Mùa xuân ta xin hát câu Nam Ai Nam Bình, nước non ngàn dặm mình, nước non ngàn dặm tình, nhịp phách tiền đất Huế. Vẫn trái tim dạt dào yêu quê hương, Thanh Hải chọn khúc hát giữa mùa xuân. Giai điệu êm ái, Nam Ai Nam Bình, thiết tha hiền hòa như con người Việt Nam. Nam Ai Nam Bình của xứ Huế có giai điệu buồn thương và dịu dàng da diết. Nhà thơ muốn dã biệt mọi người bằng lời ca của xứ sở. Mở mắt nhìn thấy màu tím Huế, lắng tai nghe âm thanh thiên nhiên của Huế, lắng lòng lại trong không gian văn hóa Huế. Dù ở trên mảnh đất nước non ngàn dặm hay ở bất cứ đâu cũng đẹp, cũng gắn liền với tình cảm của con người. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Và ở đây, trong những dòng thơ cuối của Mùa Xuân Nho Nhỏ này, bằng điệp ngữ nước non ngàn dặm kết hợp gieo vần bằng bình, mình, tình đã tạo một âm hưởng nhẹ nhàng như câu hò xứ Huế, cứ ngân dài, ngân mãi, dệt rồi lắng đọng lại trong lòng chúng ta những cảm xúc chân thành. Du hồn người đọc đến con đò xứ Huế êm ả, trôi nhẹ trên sông Hương, rồi khép lại trong âm hưởng rộn ràng, sao động của nhịp phách tiền đầy sao xuyến. Như vậy, xuyên suốt bài thơ không chỉ là hình tượng mùa xuân, từ tiếng chim triền triện đến nốt nhạc trầm sao xuyến, mà đến đây còn là khúc ca ấn tượng của một bài ca không dứt, một bài ca yêu cuộc sống. Và đó cũng là khúc hát mà thi sĩ cất lên bày tỏ sự biết ơn của mình với quê hương đất nước. Mùa Xuân Nho Nhỏ đã được nhạc sĩ Trần Hoàn, một người bạn của tác giả Thanh Hải, cũng là một người con của xứ Huế phổ nhạc và trở thành một bài hát, một khúc ca xuân xúc động còn mãi với thời gian. Chắc hẳn rằng mỗi năm khi Tết đến xuân về thì khúc ca Mùa Xuân Nho Nhỏ lại cứ thế vang lên và trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với mỗi chúng ta. Nhưng chị mong rằng thông qua phần mà chúng mình được học về thi phẩm Mùa Xuân Nho Nhỏ, các em sẽ hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của bài thơ này. Như vậy, bằng thể thơ 5 chữ, nhạc điệu trong sáng, tha thiết, gần gũi với dân ca, đặc biệt là dân ca miền Trung, kết hợp với những hình ảnh tự nhiên và giản dị như hình ảnh bông hoa, tiếng chim hót, vì sao, hay các hình ảnh giàu ý nghĩa biểu trưng, khái quát, nhà thơ Thanh Hải đã đem đến cho chúng ta một thi phẩm vô cùng đặc sắc. Thi phẩm truyền đến cho bạn đọc niềm cảm hứng sống, cống hiến và hiến dâng tất cả những gì tinh túy nhất, đẹp đẽ nhất của mình dành cho cuộc đời, dành cho đất nước mà không mong cầu bất cứ một sự ngợi ca hay đáp đền. Thi phẩm Mùa Xuân Nho Nhỏ có cấu tứ vô cùng chặt chẽ và logic, có sự hài hòa giữa mùa xuân lớn và mùa xuân nho nhỏ, từ mùa xuân của đất trời để rồi mùa xuân của quê hương và đất nước cũng được tác giả ngợi ca. Giọng điệu của bài thơ được biến đổi phù hợp với mạch cảm xúc của tác giả, từ vui vẻ, say mê đến trầm lắng và tha thiết.
Các em thân mến, như vậy chúng ta đã cùng lắng nghe những phần kiến thức được trích ở trong cuốn Sổ tay văn học tập 1 về thi phẩm Mùa xuân nho nhỏ. Đã trọn vẹn 6 khổ thơ, chúng ta đã cùng với nhau cảm nhận về cảm xúc của tác giả, những tình cảm mà tác giả dành cho quê hương đất nước trong những năm tháng cuối của cuộc đời mình. Đúng như một nhận định đã từng cho rằng, nhà thơ Thanh Hải đã gửi lại cho đời một mùa xuân nho nhỏ, một nốt trầm sao xuyến. Nhưng đó là mùa xuân còn mãi, như ngọn lửa nhỏ sẽ mãi nhen lên. Đó là một nốt trầm cứ vang ngân không dứt. Chị mong rằng thông qua những phần audio văn học như thế này sẽ giúp cho các bạn có thêm niềm cảm hứng tìm hiểu về những tác phẩm mà chúng mình được học trong chương trình nói riêng và về môn văn nói chung các em nhé. Rất cảm ơn các em đã lắng nghe phần audio văn học ngày hôm nay. Chị hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần audio văn học tiếp theo. Hãy nhớ rằng, để có thể đọc nhiều hơn những bài phân tích thật hay về các tác phẩm được học trong chương trình, em hãy tìm hiểu thêm để dinh về cho mình những bộ sổ tay văn học như thế này các em nhé. Cảm ơn các em rất nhiều và hẹn gặp lại các em trong những phần audio văn học tiếp theo.